Hi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube Trang Phan Yoga and Wellness. Nếu như mọi người đang xem cái video này thì lúc này sẽ là khoảng 8 giờ tối. Và chúng ta đang ở trong cái video thứ 5 trong chuỗi series những cái bài tập yoga và những cái phương pháp để chăm sóc sức khỏe khi mà chúng ta bị đau mỏi cổ vai gáy. Và cái chủ đề hôm nay lên sóng vào thời điểm này là muốn chia sẻ cho mọi người một số bí kíp để chúng ta có giấc ngủ ngon khi mà bị đau vai gáy. Như mọi người đã biết, khi mà mình bị đau vai gáy thì nó sẽ làm cái dòng máu lưu thông từ dưới thân người lên đầu nó, và từ trên đầu xuống thân người nó sẽ bị tắc nghẽn. Và như vậy thì chúng ta rất là khó để có được giấc ngủ ngon. Ngoài ra thì cơn đau cổ vai gáy thì có xu hướng là nó sẽ đau nhiều hơn khi mà ngủ dậy. Và thêm nữa là cũng có nhiều người họ bình thường họ không có đau cổ vai gáy, nhưng bởi vì cái tư thế ngủ của họ mà làm cho sáng dậy là không thể quay cổ được sang hai bên và rất là đau. Và chính vì cái tư thế ngủ mà lại tạo ra cái cơn đau cổ vai gáy. Vậy thì có một số tip sau đây mà Trang xin share với mọi người để giúp cho mọi người có được cái giấc ngủ ngon và sâu hơn. Tip đầu tiên đó là để cho cái cơ thể có được sự thư giãn trước khi ngủ này và làm giảm cơn đau ngay lập tức thì chúng ta có thể có cái biện pháp đó là massage vùng cổ vai gáy. Thì cái bài tập massage cổ vai gáy mình đã post ở trên cái kênh này, bạn có thể xem một cái link ở mình bình luận ở ngay dưới cái video này, bạn có thể thực tập theo những cái bài tập đấy. Nó rất là tuyệt vời để giúp thư giãn vùng cổ và nó cũng giúp cho cái hệ thần kinh của mình ngay lập tức dịu lại và giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và thư giãn và dễ ngủ hơn. Điều thứ hai nữa là bạn nên chọn một chiếc gối ngủ thật là phù hợp. Một chiếc gối ngủ phù hợp thì nó sẽ có chiều cao từ khoảng từ 10 cho đến 15 cm, có nghĩa là nó khoảng bằng chừng này, nó cao khoảng chừng này. Và khi chúng ta kê lên chiếc gối thì nó không nên là một chiếc gối quá cứng hay quá mềm, nó nên là một chiếc gối thoải mái và vừa vặn. Điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với mọi người là chúng ta nên chọn một cái tư thế ngủ phù hợp. Đối với người bị đau mỏi cổ vai gáy thì chúng ta nên tránh cái tư thế nằm sấp. Nằm sấp thì không có một cái lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta các bạn ạ. Nó vừa gây áp lực lên các cái cơ quan nội tạng, lại vừa gây cản trở cho sự lưu thông của dòng máu. Và như thế nếu mà chúng ta ngủ như thế, sáng dậy chúng ta chắc chắn là sẽ càng bị đau mỏi cổ vai gáy nhiều hơn. Vậy nên là mọi người nên tránh cái tư thế này. Có hai tư thế nằm mà phù hợp cho người bị đau vai gáy, đó là tư thế nằm ngửa và tư thế nằm nghiêng. Tuy nhiên là cần có thêm một số cái dụng cụ để hỗ trợ khi nằm thì nó sẽ giúp giải tỏa cái cơn đau tốt hơn. Đối với tư thế nằm ngửa ấy, thì chúng ta nên có 3 chiếc gối. Ngoài cái chiếc gối là kê ở phía sau đầu này thì đối với tư thế nằm ngửa mình cần thêm một cái chiếc gối mỏng hoặc là cái khăn mỏng cũng được, bạn lót vào cái vùng thắt lưng. Như bạn có thể thấy là trên cái hình mình đang minh họa đây, ở cái vùng thắt lưng này. Và cái gối thứ 3 nó sẽ được kê ở vùng dưới cái đầu gối. Và với 3 chiếc gối này thì nó sẽ đảm bảo cho cái đường cong sinh lý của cột sống nó được thoải mái, nó không bị chèn ép. Và nó cũng giảm cái sự căng cứng của các cái cơ bắp. Do vậy đây là một cái tư thế ngủ rất là tuyệt vời cho người bị đau mỏi cổ vai gáy. Tư thế thứ 2 đó là tư thế nằm nghiêng. Khi nghiêng sang một bên, bạn có thể lựa chọn nghiêng sang bên trái hoặc nghiêng sang bên phải. Khi nghiêng bên trái thì nó sẽ làm cho dạ dày hoạt động được dễ dàng hơn và tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Còn khi nghiêng sang bên phải thì bạn sẽ làm cho tim được thư giãn vì tim nằm ở bên trái. Và nếu nghiêng sang bên trái hay bên phải thì bạn cũng nên dùng thêm một chiếc gối kẹp vào giữa hai cái đầu gối của chúng ta thì nó sẽ giúp cho ổn định cái đường cong sinh lý của cuộc sống và nó sẽ giúp cho bạn ngủ ngon và phòng tránh những cái chứng đau mỏi về xương khớp và vai gáy. Thì đó là hai cái tư thế mà người bị đau cổ vai gáy chúng ta nên dùng khi mà chúng ta nằm ngủ. Cái mẹo thứ tư mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mà chúng ta nằm ngủ ấy, thông thường bây giờ tất cả mọi nhà thì đều có điều hòa hay là có quạt, thì chúng ta nên để ý đến cái nhiệt độ của phòng. Bởi vì khi mà chúng ta để cái điều hòa hay là để quạt quá lâu suốt đêm ấy thì nó có thể làm cho cái
cái nhiệt độ phòng nó giảm xuống. Và khi nhiệt độ phòng giảm xuống thì giống như nước nó sẽ đông lại, thì cái dòng máu ở trong cơ thể của chúng ta khi mà cơ thể bị lạnh đi ấy thì nó cũng đông lại. Và như thế thì nó, thì trong đông y người ta có một câu là thống thì bất thông và thông thì bất thống, có nghĩa là khi dòng máu nó bị tắc lại thì nó sẽ gây ra những cơn đau. Cho vậy là nếu như chúng ta đang bị đau vai gáy hay là những ai đang bị đau xương khớp thì cần để ý đến cái nhiệt độ của điều hòa nhiệt hay là cái tốc độ của quạt. Đó là cái điều thứ tư mình muốn mọi người lưu ý. Điều thứ năm mà mình muốn share với mọi người đó là cơn đau mỏi cổ vai gáy thì nó không chỉ là cái bệnh lý xương khớp đâu, mà đôi lúc nó còn liên quan đến cái hệ tuần hoàn của chúng ta. Trong những trường hợp một số người có thể bị thiếu máu hay là thiếu oxy hay là họ có cái nồng độ axit lactic trong cơ thể cao hơn thì nó đều làm gây căng cứng cơ bắp và làm thoái hóa của các cái đốt sống cổ. Như vậy thì khi trước khi đi ngủ và để có một giấc ngủ ngon ấy, thì một trong những liệu pháp tuyệt vời cho mọi người đó là chúng ta nên thực tập thở thiền. Thực tập thở thiền trước khi đi ngủ vừa làm cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn, vừa làm cho chúng ta giải tỏa được cái sự căng thẳng của hệ thần kinh, vừa giúp một cái điều quan trọng nhất đó là giúp tăng nồng độ oxy trong máu, và nó sẽ có tác dụng làm giảm cái cơn đau, do nó giảm cái nồng độ axit lactic này, nó làm tăng cái sự lưu thông của tuần hoàn máu và nó chống đi cái sự lão hóa cho cơ thể của mình. Chính vì vậy thì thở thiền nó cũng rất là quan trọng. Và hiện tại thì trên kênh của mình thì chưa có những cái bài thở thiền, nhưng mà các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký vào kênh của mình thì các bạn hãy nhấn đăng ký, vì trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ những cái bài thở thiền trước khi đi ngủ và giúp chúng ta vào được giấc ngủ sâu hơn. Và như vậy thì với 5 cái nội dung mình muốn chia sẻ ngày hôm nay, mình có thể tóm tắt lại đó là trước để cho người bị đau vai gáy muốn có giấc ngủ ngon thì chúng ta, thứ nhất đó là nên massage trước khi đi ngủ. Thứ hai, nên chọn cái gối có kích thước phù hợp từ 10 đến 15cm này, không quá mềm, không quá cứng. Điều thứ ba đó là chúng ta chọn cái tư thế ngủ phù hợp. Có hai tư thế phù hợp, đó là tư thế nằm ngửa với 3 chiếc gối và tư thế nằm nghiêng với 2 chiếc gối. Và điều thứ tư đó là chúng ta lưu ý về nhiệt độ phòng, không để điều hòa quá lạnh, không để quạt quá lạnh. Điều thứ năm là chúng ta nên thực tập thở thiền. Riêng điều thứ năm thì bạn hãy chờ đón trên kênh của mình. Còn 4 điều kia thì các bạn có thể thực hiện được ngay. Và đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Chúc mọi người buổi tối sức khỏe, ngủ ngon. Namaste. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Trang Thùy Wellnet. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở ngay góc giữa màn hình. Hoặc để xem tiếp các video tiếp theo, hãy bấm vào video bên trái hoặc video bên phải màn hình. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.